nhưng do tầm nhìn bị sương mù che khuất, lưới sắt họ bắn vào dòng lửa nhanh chóng bị nó phá vỡ. Vì vậy, đội chim mồi đã bị dòng lửa tiêu diệt gần hết. Con dòng lửa sau đó quay lại ăn thịt một thành viên nhảy dù, đợi một thành viên trong nhóm hạ cánh an toàn. Sau khi thất bại hoàn toàn, Jensen đành phải tạm thời rút lui. Lúc này, Van Zan đang chỉ huy dưới mặt đất đang thương tiếc cho các đồng đội. Sau khi biết rằng Quinn đang ở khu vực dòng lửa, anh ta lập tức đưa ra mục tiêu mới cho Quinn, dẫn dụ dòng lửa đến chỗ của Van Zan chờ sẵn. Quinn làm theo lời của Van Zan không chút nghi ngờ. Anh ấy phi ngựa trở về căn cứ. Trong lúc này, Van Zan đang chờ Quinn đi qua con dốc. Anh ta bất ngờ bắn một mũi tên có thuốc về phía Quinn. Quinn nhanh chóng tránh được và viên đạn trúng ngay miệng con rồng đang ở phía sau. Nó bị hạ gục rơi xuống đất ngay gần đó. Sau đó, Van Zan tiến lại gần con rồng đã giết đồng đội của mình, kết liễu nó bằng phát cuối cùng. Sau đó, bọn họ tổ chức tiệc ăn mừng vì đã giết được một con rồng lửa. Tất cả mọi người đều nâng ly chúc mừng chiến thắng của Van Zan. Nhưng Van Zan lạnh lùng nói, anh ấy không hề vui vì đã mất đi ba đồng đội trong lúc chiến đấu. Anh ta lạnh lùng chỉ trích những người ở đây. Sau đó, anh ấy cùng đồng đội của mình đi ra trong im. Nhưng do tầm nhìn bị sương mù che khuất, lưới sắt họ bắn vào rồng lửa nhanh chóng bị nó phá vỡ. Vì vậy, đội chim mồi đã bị rồng lửa tiêu diệt gần hết. Con rồng lửa sau đó quay lại ăn thịt một thành viên nhảy dù, đợi một thành viên trong nhóm hạ cánh an toàn. Sau khi thất bại hoàn toàn, Jensen đành phải tạm thời rút lui. Lúc này, Van Zan đang chỉ huy dưới mặt đất đang thương tiếc cho các đồng đội. Sau khi biết rằng Quinn đang ở khu vực rồng lửa, anh ta lập tức đưa ra mục tiêu mới cho Quinn, dẫn dụ rồng lửa đến chỗ của Van Zan chờ sẵn. Quinn làm theo lời của Van Zan không chút nghi ngờ. Anh ấy phi ngựa trở về căn cứ. Trong lúc này, Van Zan đang chờ Quinn đi qua con dốc. Anh ta bất ngờ bắn một mũi tên có thuốc về phía Quinn. Quinn nhanh chóng tránh được và viên đạn trúng ngay miệng con rồng đang ở phía sau. Nó bị hạ gục rơi xuống đất ngay gần đó. Sau đó, Van Zan tiến lại gần con rồng đã giết đồng đội của mình, kết liễu nó bằng phát cuối cùng. Sau đó, bọn họ tổ chức tiệc ăn mừng vì đã giết được một con rồng lửa. Tất cả mọi người đều nâng ly chúc mừng chiến thắng của Van Zan. Nhưng Van Zan lạnh lùng nói, anh ấy không hề vui vì đã mất đi ba đồng đội trong lúc chiến đấu. Anh ta lạnh lùng chỉ trích những người ở đây. Sau đó, anh ấy cùng đồng đội của mình đi ra trong im. Nhưng do tầm nhìn bị sương mù che khuất, lưới sắt họ bắn vào rồng lửa nhanh chóng bị nó phá vỡ. Vì vậy, đội chim mồi đã bị rồng lửa tiêu diệt gần hết. Con rồng lửa sau đó quay lại ăn thịt một thành viên nhảy dù, đợi một thành viên trong nhóm hạ cánh an toàn. Sau khi thất bại hoàn toàn, Jensen đành phải tạm thời rút lui. Lúc này, Van Zan đang chỉ huy dưới mặt đất đang thương tiếc cho các đồng đội. Sau khi biết rằng Quinn đang ở khu vực rồng lửa, anh ta lập tức đưa ra mục tiêu mới cho Quinn, dẫn dụ rồng lửa đến chỗ của Van Zan chờ sẵn. Quinn làm theo lời của Van Zan không chút nghi ngờ. Anh ấy phi ngựa trở về căn cứ. Trong lúc này, Van Zan đang chờ Quinn đi qua con dốc. Anh ta bất ngờ bắn một mũi tên có thuốc về phía Quinn. Quinn nhanh chóng tránh được và viên đạn trúng ngay miệng con rồng đang ở phía sau. Nó bị hạ gục rơi xuống đất ngay gần đó. Sau đó, Van Zan tiến lại gần con rồng đã giết đồng đội của mình, kết liễu nó bằng phát cuối cùng. Sau đó, bọn họ tổ chức tiệc ăn mừng vì đã giết được một con rồng lửa. Tất cả mọi người đều nâng ly chúc mừng chiến thắng của Van Zan. Nhưng Van Zan lạnh lùng nói, anh ấy không hề vui vì đã mất đi ba đồng đội trong lúc chiến đấu. Anh ta lạnh lùng chỉ trích những người ở đây. Sau đó, anh ấy cùng đồng đội của mình đi ra trong im. Nhưng do tầm nhìn bị sương mù che khuất, lưới sắt họ bắn vào rồng lửa nhanh chóng bị nó phá vỡ. Vì vậy, đội chim mồi đã bị rồng lửa tiêu diệt gần hết. Con rồng lửa sau đó quay lại ăn thịt một thành viên nhảy dù, đợi một thành viên trong nhóm hạ cánh an toàn. Sau khi thất bại hoàn toàn, Jensen đành phải tạm thời rút lui. Lúc này, Van Zan đang chỉ huy dưới mặt đất đang thương tiếc cho các đồng đội. Sau khi biết rằng Quinn đang ở khu vực rồng lửa, anh ta lập tức đưa ra mục tiêu mới cho Quinn, dẫn dụ rồng lửa đến chỗ của Van Zan chờ sẵn. Quinn làm theo lời của Van Zan không chút nghi ngờ. Anh ấy phi ngựa trở về căn cứ. Trong lúc này, Van Zan đang chờ Quinn đi qua con dốc. Anh ta bất ngờ bắn một mũi tên có thuốc về phía Quinn. Quinn nhanh chóng tránh được và viên đạn trúng ngay miệng con rồng đang ở phía sau. Nó bị hạ gục rơi xuống đất ngay gần đó. Sau đó, Van Zan tiến lại gần con rồng đã giết đồng đội của mình, kết liễu nó bằng phát cuối cùng. Sau đó, bọn họ tổ chức tiệc ăn mừng vì đã giết được một con rồng lửa. Tất cả mọi người đều nâng ly chúc mừng chiến thắng của Van Zan. Nhưng Van Zan lạnh lùng nói, anh ấy không hề vui vì đã mất đi ba đồng đội trong lúc chiến đấu. Anh ta lạnh lùng chỉ trích những người ở đây. Sau đó, anh ấy cùng đồng đội của mình đi ra trong im.